anh đi kiếm anh Ken để anh Ken gánh anh. Em chí không có anh Ken là em chí không gánh được rồi. Anh để đi kiếm anh bú win anh Ken. Anh chí nó không có anh Ken phải không, mà tôi để đi tôi phải đi bú win người khác rồi. Anh chí thì không gánh tôi được rồi. Đấy 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 đấy, ông chí này nó không gánh tôi được rồi mấy ông. Rồi đấy, anh cảnh sát. Ôi bút tấn công rồi, con này còn bút đam nữa. Rồi để coi anh Ken quýnh sao rồi, để coi anh Ken làm ăn sao, anh Ken mạnh không. Ôi tôi quýnh con 30k luôn á. Cái đồ hình đó lấy cái lever nhân vật à, cái đồ hình đó bà bạn ấy nhắn tin anh là cái đồ hình đó lấy cái lever nhân vật vừa mới đánh nãy xong, chứ không phải lấy cái đồ hình đam hiện tại. Là nó lưu lại, nó lưu lại con nhân vật trước á, nó lưu lại con nhân vật trước á. Hên xui, mua về bị ban hay không nó là hên xui nha. Mua về bị ban hay không nó là hên xui mà. Nó là nhân phẩm em ơi, mua về bị ban hay không nó là hên xui nha. Nó là hên xui mà. Bị ban hay không là vô còn tùy nhân phẩm của em nữa. Anh thấy ai có cứu chưa anh? Chưa, cứu chưa có. Không, cứu nó là boss, cứu nó là boss, chưa ai có cứu hết á. Cứu nó là boss. Boss thì đi gặp cứu nhưng mà chưa có ai có. Boss anh gặp trong đi cốt truyện có kìa. Anh nghĩ con đó là limited á. Vì sao anh Ken cùi vậy? Sao bên kia anh Ken cùi vậy? Nãy giờ tôi chưa thấy anh Ken bên kia xài skill gì. Anh Ken bên kia có thực sự là mạnh không vậy? Không mà tôi chết chứ không phải thằng kia nó chết mấy ông, mà tôi chết. Không giờ do tôi tạo mấy ông, mà không phải người ta chết mà tôi chết. Ủa đâu thằng kia chết nè, thằng kia chết nó ra con cầm tôi bấm tay nè. Ủa sao thằng kia bên kia nó không xài skill ta, cái auto win này nó ngu quá. À, mình tự tạo ạc mình roll, nếu như em roll trên một IP máy của em á, mà em roll hình như bao nhiêu lần là sẽ bị ban á. Em roll bao nhiêu lần là sẽ bị ban á. Nói chung là đi mua ạc thì mua uy tín thì nó hên xui, cái này mua là nó là hên xui vậy. Rồi có anh Ken cũng không gánh được luôn mọi người ơi, cái này mua nó là hên xui vậy. Nó là hên xui mà, chứ không phải lúc nào nó cũng ra gạt ngon đâu, nó hên xui mà, 49-50 mà hên xui. Còn em tự tạo ạc thì em roll bao nhiêu lần á thì nó sẽ bị khóa. Không ra kẹt Ken mấy anh em à, nó không ra con Ken nào hết á. Chưa, điện bóng anh Silver C chưa vô bát đâu. Giờ quan trọng kiếm ai gánh nè. Đồ hình này có Toka, anh Ken. Kiếm ai lực lực coi, kiếm những người mà qua nãy coi. Lovic level 45 luôn nè, có ông già 90 luôn. Hikari, à, Hikari nó qua nè. Wow, mày đồ hình đấy, đồ hình Hikari được nè. Hikari được nè, để mời anh em thân yêu của tôi vô nó gánh tôi thôi coi. Có chứ, có mà chắc mình chưa ra. Có mà chứ mình chưa ra, có mà chưa roll ra. Có hết đó chứ. Có mà anh chưa roll ra. À con BD hả, LR BD hả? Con trong tiệm cà phê hả? Mấy cái tự động này sao nó không cho mình điều khiển bên đồng minh luôn ha, mình điều khiển được bên đồng minh thì ngon luôn á. Điều khiển được bên đồng minh là ngon luôn á. Hikari nãy nạp vô đó, lấy con Ken nữa sao? Bút thôi đúng không? Ui mẹ con này, coi con này mấy ông nào chơi mẹ con này nó quýnh một phát 3 sợ tắt, con này nó quýnh một phát 3 sợ tắt con boss luôn mấy ông ơi. Ôi mẹ con này nó quýnh một phát 3 sợ tắt con boss luôn này mấy ông nội. Mấy cái con mặc áo trắng trắng này đi boss ngon vãi mấy ông, nó quýnh một phát 3 sợ tắt con boss luôn này. Con ạ, con cảnh sát quýnh xong bút khiên.
con này là Bút Đam, cùng với con mà con cái con mà nhau thằng mà trong phim cái đội thằng cảnh sát chủ trong phim á, nó cái thằng mà phủ dâm á, thằng đó là thằng đó là Bút, thằng đó là Bút, Bút Kiên, con này là Bút Công, thằng kia là Bút Kiên hay sao? Thời phay hai nó sẽ tu phay hai này, ba phay luôn, con này ba phay luôn, ngắt nửa gầy đam. Tôi là hai con trắng đây, nó sẽ tên mà tính ra ha, mấy con anime này nó làm thêm một cái form cốt truyện là quỷ với lại là quỷ ăn thịt người, như giống như ma cà rồng, nó không thể nào chung sống được với con người. Ui, mà cái đoạn mà mấy ông coi cái đoạn mà coi cái đoạn mà cái con cái thằng tóc tím á, cái con người yêu của nó là cái con người yêu của nó có bầu á, mà hoặc là Toka cái đoạn có bầu á, đứa con nó ăn trong xác của bà mẹ, mấy cái đoạn nó kinh vãi, phải không? Không nhận khổ, game nào cũng vậy, bên ma cà rồng nó làm cũng vậy mà bên này nó làm cũng đúng nguyên tác luôn, là cái gì chú cắn tạo ra những gọi là những sản phẩm như vậy mà con người cố gắng tạo ra thì nó sẽ bị trừng phạt dạng như vậy. Nãy giờ tôi chưa thấy anh Ken quýnh luôn rồi, anh em nói nãy giờ tôi chưa thấy anh Ken quýnh luôn rồi, chẳng lẽ nó không ra thẻ Ken luôn à? Ủa mà anh có nhận nạp game không anh? Không em ơi, anh không nhận đồng đâu, nạp mấy cái đó phiền á, nạp mấy cái đó bị lỡ bị gì thì mệt lắm, ít khi nhận. Anh có nhận tiền của mấy anh em thôi chứ không có nhận nạp game. Đúng rồi thằng kia, thằng này ôm đam hết luôn vậy, ui thằng này ngon vãi mấy em ơi, thằng này ôm đam của boss luôn, đỡ vậy, đúng rồi nó khiêu khích, đúng rồi quýnh thằng này thôi, đúng rồi trời ơi, đợi, ôm đam không chết luôn, cái gì vậy ông nội, ôm đam không chết luôn vậy. anh kia quýnh rồi nè, mọi người, anh kia tôi chuẩn bị tới phiên anh kia rồi, chuẩn bị anh kia quýnh rồi, cái gì ôm đam không chết không nhỉ. Bị thì chưa bị đi tăng cơ ông đang chứ. Đây chuẩn bị anh Kim đúng nè mọi người, anh Kim chuẩn bị anh Kim đúng nè. Thời này anh Kim đây đấy, ôi hoài, ôi mà anh Kim mạnh vãi cứt luôn mấy em. Ôi anh Kim mạnh vãi mọi người, anh Kim mãi đỉnh luôn. Rồi, thằng cảnh sát trưởng này chỉ bút đam ngon vãi mấy em. Vâng. Rồi, bị cái 67k luôn mấy em ơi. Đúng là tướng limited, đúng tướng banner khác mấy em. Tướng nạp tiền khác. Ủa đâu trời má, hồi nãy con kia nó trời ơi mấy ông ơi, hồi nãy là nhờ cái thằng tóc hồng, cái thằng BD kia nó ôm đam giùm á mấy ông, mấy trời ơi, nãy giờ là cái thằng tóc hồng kia nó gánh đam từ nãy tới giờ luôn, cái thằng mà tóc BD vuốt keo hồi nãy nó gánh đam nãy giờ mấy ông, trời má, giờ con boss nó giả rồi, nó giả mấy phát nó tắt thở luôn mấy nội ơi. Trời ơi anh kia cũng một lần 36k. Ui anh kia cũng một lần 36k luôn mấy ông ơi. Đau quá. Ủa, chờ anh Kiên gánh rồi, chờ anh Kiên gánh thôi. Tôi đi rồi đó, tôi hết sức rồi. Đúng rồi. Anh Kiên ơi. Mê vẫn thua mấy ông này, đủ nó mạnh quá. Anh Kiên ơi, anh có thể đấm một cái chết luôn được không? anh Kiên ơi, anh có thể đấm một cái nó chết luôn được không anh? Không may gánh tôi được ta. Ủa đấm thường công Mỹ tỷ một sao mà đấm 36k mấy ông ơi. Ôi. Không, thằng này có chuyện giọng mấy ông mà quýnh lại nhau, quýnh khéo là được á. Giữ máu cho thằng đĩ BD nó sống là được mấy ông ơi. Được giữ máu cho thằng BD sống quýnh sĩ qua á. Thấy thằng đó đâu rồi? Hikari đúng không? Đó là Hikari.
thằng Hickory, nó là Hickory. Ủa thằng này level 44 luôn nè. Ủa thằng này còn tiềm năng hơn nữa. Thằng này VIP luôn, thằng này cũng VIP luôn, kiếm Trung Quốc luôn. Quốc luôn. Thử bạn coi. Thằng đó được á, anh nghĩ thằng này được á, thằng này nó tiềm năng, tướng nó sáng sáng lên là được. Anh nghĩ là tướng nó sáng sáng lên là nghĩ có khả năng cao. Anh nghĩ là giờ đầu anh dồn bỏ mẹ luôn. Anh Kim. Ui, mà anh Kim đánh 1 tỷ 157 k. Ôi ôi. Má cái tỷ 1 sao của anh Kim quýnh một phát 57k mấy ông nội ơi, cái tỷ 1 sao 57k. Ôi ôi. Trời ơi anh Kim hay quá, anh Kim ơi gánh em đi anh Kim ơi. Em tin anh nọ, anh Kim 2 sao này, anh Kim 2 sao này. Anh Kim 2 sao này mọi người, anh Kim 2 sao này. Đây chuẩn bị anh Kim 2 sao nè, 25k. Anh Kim 2 sao nè. Bụp bụp bụp. Trời ơi 67k, anh Kim 2 sao 67k. Má đỉnh 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 đỉnh. Anh ơi, anh quýnh thằng bên tiên kia được không? Anh đừng quýnh em được không? Đó, anh quýnh thằng Kim kìa. Đó, anh quýnh thằng Kim kìa. Rồi. Lật cái đầu. Rồi. 25. 62k. Rồi, phay 2, ô phay 2 còn máu nè, phay 2 còn máu nhiều nè, bên kia nó có healer. Đây, phay 2. Rồi, lấy con này đam luôn. Ui, anh Kim đắm, ui ui, anh Kim đắm 132k, trời ơi. Anh Kim còn đấm chi kích nữa. Anh Kim đấm 132k. Kết liễu cái con kia mà anh Kim giết một mục tiêu. Xong anh Kim cũng chi kích nữa. Trời ơi, đồ rồi ơi, mấy ông ơi. Má, anh Kim gánh quá. Đây là bạn tôi rồi, để tôi ra tôi bú tôi kết bạn. Trời ơi, ơi, má nó đã. Trời đủ quá. Một mình anh Kim đấm 1/2 món của boss. Cũng là anh Kim, nhưng mà anh Kim này lạ lắm mọi người à. Anh coi mọi người cô Kim nhà người ta nè. Ôi ơi má, kia nó đóng về cùng Kim. Kim quỷ Hikari phế bạn. Ôi má ơi, vậy chữ đó gánh gì mà gánh chứ. Rồi ngon. Bú. Rồi ok, đấy xong. Rồi mở boss 2 luôn nè. Rồi boss 2 mày đi mấy anh em ơi. Má anh Kim đánh đảo quá. Thằng em là thằng em là Vinh cày à, Điểm Phong còn on à, Điểm Phong còn on. Em là Vinh mà em còn chị chay gì chứ, chích đi.